Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng Nhật của em. Tiếp tục hôm nay em sẽ có video mới giới thiệu với anh chị chú bác mình những cái sản phẩm hàng Nhật đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em có để bên dưới tiêu đề video, anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào số điện thoại này để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị ha. Về vấn đề thanh toán thì em xin phép được nhận chuyển khoản hoặc là nhận chuyển cọc, sau đó sẽ gửi hàng đi cho khách. Và khi mà anh chị nhận hàng về, nếu mà nó có lỗi lầm gì hoặc là nó có cái sai khác nào mà em không có báo trên video thì anh chị có thể liên hệ lại và em sẽ cố gắng xử lý một cách hợp lý nhất và nhanh nhất cho mình, cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm anh chị ha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái chiếc kéo, lâu lắm rồi em mới có về cái kéo của thương hiệu này, đó là cái hiệu Okatsune. Thật ra cái này thì em về theo yêu cầu của khách thôi. Cái kéo mà em bán luôn luôn có hàng đó là cây Onotetsu, và về chất lượng thì khách phản hồi là nó không thua kém gì cái Okatsune này hết. Nhưng mà đôi khi thì cái thói quen mình thích cái thương hiệu này hơn thì khách yêu cầu, cho nên là em có về cái mẫu này. Và lần này thì em về mẫu cái size nhỏ là cái size 180 mm anh chị ha. Đây, cái loại này thì nó có cả cái hộp giấy như vậy, rất là đẹp luôn. Sản phẩm thì được made in Japan đây nha anh chị. Đó, thì nó cũng sẽ là cái đặc trưng của cái thương hiệu này, của cái kéo của hiệu này, thì nó sẽ là một cái cán bên màu đỏ và bên màu trắng. Còn cái Onotetsu thì một bên là màu vàng và một bên là màu đỏ anh chị ha. Đây, cây này thì cái size nó là 180 mm, cái size nó là rất là vừa xài thôi, nó không có bị quá to đâu, và các chị mình hoàn toàn có thể các chị các cô mình xài trong vườn kiểng, trong sân vườn đều được hết luôn, tại vì nó gọn tay như vậy ha. Hoặc là mình cắm bông cắm hoa gì đó thì mình cũng có thể xài cây này, các chú mình cũng cầm vô tư, nó gọn nhẹ. Kích thước của cây này nó là 180 mm này, cái phần lưỡi từ đây, từ cái tâm ra tới bên ngoài nó sẽ là 5.5. Đó. Ở trên đây người ta có khắc cái chữ Nhật ở đây. Đây anh chị ha. Rồi. Cái này là cái thép đen anh chị. Cái thép của cái thương hiệu này, cái Ono, cái Okatsune này thì người ta giới thiệu nó sẽ là cái thép dùng để làm kiếm Nhật á, cho nên về chất lượng, về độ bền cũng như độ bén thì nó rất là cao. Cho nên là thường em thấy các anh các chú mình hay tìm kéo của thương hiệu này, với cả là ví dụ như mình mua hàng bãi thì nó sẽ cũng sẽ có bán những cái sản phẩm của hiệu này, cho nên là mình biết về nó nhiều anh chị ha. Và cái này thì dĩ nhiên là nó là hàng mới, chưa có qua sử dụng. Đồ làm vườn với lại thùng đồ nghề thì em bán hàng mới, hàng chính hãng Nhật Bản, và hàng có số lượng và hàng chưa có qua sử dụng như vậy anh chị ha. Và giá của cây này thì nó sẽ là 690.000, nó là cây size 180 mm, 690.000. Và chuyến này thì Okatsune em chỉ có về một size này thôi. Đó, 690.000 cho cây này. Anh chị chốt cho em mã là kéo cắt cành Okatsune anh chị ha. Hoặc là kéo cắt cành trắng đỏ gì đó. Giá nó là 690.000 một cây. Giá này là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh chị. Vòi tưới vườn thì anh chị hỏi rất là nhiều cái vòi ngắn kia, cái vòi ngắn bằng nhựa, nhưng hiện tại nó chưa về. Dự kiến thì cuối tuần này hàng sẽ về tới ha. Còn vòi tưới hiện tại thì em đang có cái mẫu này. Mẫu này là cũng của thương hiệu Takagi luôn. Nó cùng hiệu với cái bộ dây tưới cũng như là cái vòi hôm trước em bán nha. Nhưng mà cái loại này thì nó đặc biệt ở chỗ là cái chỗ này nó sẽ là cái vòi hoa sen. Nó sẽ cho cái tia nước nó mịn nhỏ và nó hạn chế bị dập, bị hư những cái lá hoặc là những cái hoa kiển của mình. Mục đích của cái vòi này nó như vậy anh chị ha. Nó cái tia nước nó ra nó tránh gây hại đến mức thấp nhất cho những cái loại cây kiểng hoa cảnh của mình. Cái này là của thương hiệu Takagi, rất là nổi tiếng của Nhật Bản, và riêng cái sản phẩm này thì người ta ghi là made in Việt Nam và Taiwan, nên là có một phần thì sản xuất tại Việt Nam, một phần thì lại sản xuất ở Đài Loan, và sau đó người ta bán ở cho Nhật Bản anh chị ha. Bán cho thị trường của Nhật. Rồi, cái ống tương thích nó là từ 12 đến 15 mm, và cái loại này ở trên đây thì bằng kim loại. Đấy, bằng thép không gỉ nè, dưới này thì bằng nhựa. Và mình mua về mình sử dụng thôi, mình không cần mua gì thêm, tại vì mấy cái cúc nối đồ này kia này nọ là nó sẵn sàng hết rồi. Mình chỉ gần gắn vô trong cái ống nước nhà mình và mình sử dụng thôi anh chị ha. Một cái cúc nối này người ta cũng có bán riêng nữa, thì giá nó cũng cao, nó cũng mấy trăm ngàn một cái cúc như vậy anh chị. Nó cũng cùng bộ như vậy ha. Nhưng mà riêng cái này thì người ta sẵn hết cho mình luôn. Rồi mình khóa nước và mở nước ngay chỗ cái vòi này. Tổng chiều dài của cái vòi hoa sen này thì nó sẽ được là 37 này, 36.5 chứ. Rồi, còn cái đường kính của cái vòi này thì nó sẽ được là 4 cm. Và nó sẽ không có nhiều chế độ như là cái loại kia, và mình chỉ có xài cái chế độ này là cái chế độ mà cái hạt nước nó mịn thôi. Các chú mình có trồng rau,
Hoặc là các chị các cô mình trồng hoa đâu đó thì mình xài cái mẫu này nữa là phù hợp anh chị ha. Cái này thì cũng mới tinh như vậy và giá của nó sẽ là 450.000. Anh chị chốt giúp em mã là vòi tưới G252. Đấy, cái mã của nó đây. Vòi tưới G252 giá là 450.000 ha anh chị. Cái này thì hiện tại em đang còn sẵn hàng, còn cái loại kia thì khi nào hàng về thì em sẽ giới thiệu anh chị ha. Rồi, tiếp theo á thì cái này là cái của thương hiệu Anet. Cái sản phẩm nhỏ nhỏ như vậy chứ anh chị hỏi rất là nhiều á. Đây, cái này là của thương hiệu Anet ha. Cái này là cây để mình nhặt ốc vít mà nó bị rơi. Tức nghĩa là trên đầu này người ta có cái nam châm nhỏ nhỏ ở đây. Nhưng mà riêng cái cây này thì nó dạng nhỏ thôi, mini thôi để mình vắt túi thôi. Và cái khả năng hít của nó thì nó 450 gram thôi. Nó gần được nửa ký đó. Nhưng mà nó sẽ phù hợp với những cái đinh ốc nè, ốc vít đồ này kia trong những cái chi tiết mái hay là các chị các anh mình làm những cái công việc thủ công, hoặc là nếu mình sử dụng gia đình đó, thì mình có thể kéo được cái chìa khóa nhỏ nhỏ này kia trong tủ hay là trong cái chân giường gì đó ha, thì mình cứ xài cái này. Hoặc là em thấy các thầy cô thì mình hay ứng dụng cái này để mình đi dạy học á, thay vì mình phải cầm theo một cây thước dài thiệt dài thì nó bất tiện nha. Mình lấy này, hồi xưa thì các thầy cô xài đồ chế biến, còn bây giờ mình có những cái đồ mà nó mới tinh như vậy thì mình có thể mua cũng được. Này, cái này là của thương hiệu Anet và người ta ghi cái nô của nó là nô 411 anh chị. Cái thân nó là bằng thép không gỉ và khi mình kéo dài ra thì nó sẽ được có là 560 mm. Đó, còn nếu mà mình thu ngắn lại thì nó bằng cây viết bi thôi, nó là 145 mm, nhỏ xíu vậy và nó y chang cái viết như vậy ha, mình có thể vắt túi được này. Đó, rất là phù hợp để sử dụng. Nhỏ xíu thôi anh chị ơi, nhỏ lắm, nó không có to đâu. Và cái thân, cái đường kính nó cũng nhỏ luôn. Size nó là em đo được chính xác là 145 luôn này. Đó. Cái này thì giá của nó là 116.000. Anh chị chốt giúp em mã là cây nhặt ốc vít nha. Giá 116.000 một cây. Thân là thép không gỉ và hàng của thương hiệu Anet, rất là nổi tiếng, hàng Made in Japan. Anet thì người ta sẽ bán rất là nhiều những cái sản phẩm mà liên quan tới đồ nghề, hoặc là sửa chữa điện, ví dụ như tô bích nè, rồi những cái sản phẩm nhỏ nhỏ như vậy ha, hoặc là những cái bộ vít đóng rồi đó, lấy ốc vít rồi đó, nói chung là rất là nhiều sản phẩm. Hoặc là cái cây bút thử điện của thương hiệu Anet thì người ta cũng rất là nổi tiếng anh chị ha. Đấy, thương hiệu Anet đây này. Rồi cái này giá là 116.000 anh chị. Rồi em sẽ có hai cái mẫu thùng đồ nghề cho hôm nay. Và hôm trước có thì em bán cái thùng đồ nghề bằng nhựa đó, hai cái size bằng nhựa đó thì em khuyến mãi, còn những cái mẫu thùng khác thì em không có chương trình khuyến mãi gì hết đâu nha anh chị. Thùng này là hàng mới chính hãng và không có chương trình gì hết đâu, và cái size này rất là dễ để mình sử dụng. Cái mã của cái thùng này nó là Y-350, tức là cái chiều dài thông số kỹ thuật người ta là 350 mm của thương hiệu Toyo và sản phẩm được Made in Japan và nó cũng mới, còn cả cái hộp như vậy luôn. Thùng này cũng là thùng kim loại màu xanh dương, nó sẽ to hơn cái thùng T-320. T-320 đó thì nó sẽ thẳng phẳng cái này ha, còn cái này là cái nắp nó mô mô lên như vậy nè. Đó. Và cái size này rất là gọn để cho các anh mình có thể xách đi làm việc, hoặc là mình lưu trữ đồ trong trong nhà thì nó cũng gọn. Cái này ví dụ như mình những cái đồ sửa chữa gia dụng nè, hoặc là các anh các chú nào mà mình làm vườn mà mình không có nhiều đồ lỉnh kỉnh to đó thì mình xài những cái thùng này, cái hộp này vừa cất trữ vừa xách đi làm luôn thì nó rất là gọn. Thùng này là bằng kim loại anh chị ha. Kích thước thực tế thì em sẽ đo được đó là 360 này. Bề ngang nó sẽ được đó là 16 và chiều cao lên là được 12 cm. Anh điều đặc biệt của nó là nó sẽ mô lên như vậy anh chị nha. Đó, nó có đường mô lên như vậy. Rồi, Japan người ta dập ở đây và trên sản phẩm người ta đều dập Made in Japan hết. Và sản phẩm nó rất là cứng chắc chứ không có bị liệu ịu, không có bị hỏng dính đâu anh chị ha. Rất là chắc luôn. Thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Và nó sẽ có cái công nghệ gọi là dập vuốt sâu, tức nghĩa là anh chị nhìn trên đây nè, nó không có cái vết mối nối luôn. Đó. Nó giống như cái thùng T120, T320 hôm trước em giới thiệu đó, là người ta hoàn toàn không có mối nối trên cái sản phẩm thùng này. Và cái phương châm của cái thương hiệu Toyo này là hạn chế đến mức thấp nhất cái việc mà rỉ sét trên những cái sản phẩm thùng bằng kim loại của họ sản xuất ra. Cho nên là mình yên tâm khi sử dụng những cái sản phẩm này, và người ta sẽ sơn tĩnh điện rất là tỉ mỉ luôn, không có bị lỗi phải, không có bị chày chụa hay là bong hơi nước gì chỗ này nào hết cho anh chị ha. Sản phẩm rất là hoàn thiện. Rồi, mở ra thì bên trong này cũng không có ngăn nhỏ, nó chỉ có một ngăn lớn như vậy thôi, mình đựng cây cưa, cây thước rồi cây kéo gì đó trong đây là rất là phù hợp. Dày nha anh chị, không có bị mỏng đâu.
Giá của cái thùng này, cái thùng này là cái size y gạch 350 thì giá của nó sẽ là 490.000. 490.000 là cái size y gạch 350. Em có một cái size lớn hơn, nó cũng y chang như vậy nhưng mà cái size nó lớn hơn, nó là y gạch 410. Y gạch 350, tức nghĩa là chiều dài nó là 350, còn y gạch 410 tức nghĩa là chiều dài của nó là 410 mm. Đó. Nó to hơn chút anh chị nha, về cái cấu tạo hay là về mọi thứ thì nó giống nhau. Rồi, đây, y gạch 410 cũng Made in Japan luôn. À, thực tế của nó sẽ như vậy. Mình lấy ra em đo cho anh chị hình dung ha. Nó sẽ hơi khác về cái thiết kế cái quai, tại vì nó to hơn. Cái quai kia thì nhìn nó không đảm bảo ha. Đó. À, cái này cái kích thước thực tế thì nó sẽ là 42 nhân với lại 17 và nhân với chiều cao lên nó là được 13 cm. Cái quai làm rất là chắc luôn nè anh chị. Là về cái chất liệu cũng như là sơn độ hoàn thiện rồi nó y chang cái kia ha, nhưng mà điều cái này có hai khóa và cái quai nó chắc hơn, người ta làm thấy cảm giác nó cứng tay hơn. Made in Japan ở đây, hai khóa đều trên khóa đều dập chữ Japan hết, và bên trong nó cũng không có ngăn nhỏ đâu, nó chỉ có một cái ngăn lớn như vậy thôi. Đây có một ngăn lớn như vậy anh chị ha. Cái thùng size 410 thì giá của nó sẽ là 620.000. Nó cũng sẽ là mới tinh như vậy luôn anh chị nha. 620 cho cái thùng y gạch 410 và 490 cho cái thùng y gạch 350. Và hôm nay thì em chỉ giới thiệu hai cái size thùng này thôi. Thùng nhựa thì hiện tại em đã hết hàng rồi anh chị ơi. Hiện tại em chỉ còn thùng kim loại thôi. Và anh chị cần cái size nào thì mình có thể nhắn với em ha. Nó còn những cái size rất là thông dụng. Thường những cái size to lắm, quá to thì các anh ngại nó sẽ nặng, với lại mình ít có sử dụng nhiều á. Còn những size kiểu cỡ dây dày từ 500 đổ lại thì nó sẽ rất là phù hợp để mình sử dụng trong gia đình cũng như là trong công việc ha. Tiếp theo thì em sẽ có một số cái sản phẩm đồ gia dụng mà em đang sale off luôn. Đây, từ đây tới Tết thì chắc là ít em sẽ ít có về đồ gia dụng và em sẽ tập trung vô đồ vườn với cả cái túi sách để cho các anh các chị mình có thể mua sử dụng trong những cái tháng cuối năm này anh chị ha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái bộ này. Bộ này nó sẽ là một cái bộ ấm trà của Nhật. Bộ này thì nó không có phải là hàng cổ điển đâu, nhìn nó khá là hiện đại đó, hàng của Nhật Bản nha. Bộ ấm này thì thích hợp để mình sử dụng, mình tặng quà cũng vô tư tại vì nó cũng mới đẹp và rất là có giá trị ha. Nó sẽ bằng men sứ đó, màu trắng tươi và hoa văn thì tươi sáng như vậy. Cái này mình sử dụng trong bàn khách đồ này nọ kia hoặc là trong nhà bếp thì cũng rất là phù hợp. Cái phần lược thì nó sẽ như vậy. Cái ấm này thì cái size của nó là size trung bình, size cũng không có bị quá nhỏ đâu. Kích thước của cái ấm trà thì nó sẽ được có là đường kính miệng là được 7 này, chiều cao lên nó là được 7.5. rồi cái nắp nó sẽ là như vậy đây đó. Cái nắp thì hoa văn nó tương thích, dưới này thì nó có cái tên thương hiệu này, còn mấy cái chữ đỏ này là giống như người ta ghi là hiệp hội đất đai gì đó của Nhật. Rồi cái quai thì là quai mây tre đan như vậy ha, khi mình xài thì mình gắn vô cũng rất là đẹp. Và chung trà thì nó điều đặc biệt của nó là nó sẽ thêm cái nắp đó. Đây, cái chung này thì nó sẽ đường kính là được 8 này, chiều cao lên là được 5. Rồi nó có cái nắp đậy ha. Có loại thì người ta sẽ làm cái đế, cái dĩa, còn cái loại này thì nó có cái nắp như vậy. Đó, nhìn nó cũng rất là đẹp nha. Rồi, bộ này em đang bán với giá là 1350 và hôm nay em khuyến mãi cho mình với giá là 1.100.000. Anh chị chốt cho em mã là bộ ấm trà 1100. Thường là bộ ấm trà là giá nó tầm khoảng trên 1.500.000 không anh chị. Nhưng mà riêng bộ này thì giá nó tốt ha. Bộ này thì mình hoàn toàn có thể mua làm quà được luôn, tại vì độ mới nó rất là cao. Và nó cũng là hàng xịn sò của Nhật. Rồi còn cả hộp như vậy luôn, còn tác đồ thẻ đồ này kia hết luôn. 1.100.000, chốt cho em mã là bộ ấm trà 1100. Rất là đẹp. Tiếp theo thì em sẽ có một cái nồi đồng. Nồi đồng này thì nó còn cả hộp luôn, của thương hiệu Sadi của Nhật. Nhưng mà khi mà vận chuyển thì nó có bị cứng như vậy. Do nó cứng cho nên là em mới còn ở đây thôi, chứ thường là cái nồi đồng là cái anh cái chú mình thường hay thích mua lắm. Và cái sản phẩm bên trong nó giống như vậy đây. Rất là đẹp anh chị ha. Nồi này thì độ mới rất là cao, người ta chưa có sử dụng, không có thử, không test, không có sử dụng gì hết. Nhưng mà do là bị cấn khi vận chuyển thôi. Kèm theo bộ này thì nó sẽ có một cái vá để mình múc canh này. Cái nồi này rất là thích hợp để mình nấu canh hay là nấu đồ ăn trong gia đình. Tại vì nó, cái size của nó là cái kiểu nó sâu lòng và nó cực kỳ đẹp luôn.
Đấy. Nắp là nắp thủy tinh siêu dày của Nhật. Rồi. À, kích thước của cái nồi này thì chiều cao lên là được 14 này, đường kính miệng á, là được 19 cm. Sản phẩm chưa có qua sử dụng đâu anh chị. Đó, bên ngoài là đồng đỏ của Nhật và người ta làm cái họa tiết vân búa đặc trưng của cái nồi đồng của Nhật thì mình hay gặp cái vân búa này. À, và cái vân này người ta không có làm quá trời nổi trội đâu, người ta làm kiểu như ẩn ẩn bên trong, nhìn nó cũng rất là đẹp và sang anh chị ha. Rồi, cái đáy này. À, dĩ nhiên là nồi đồng mình không có xài được bếp từ, và cái vết mà cấn á, từ cái hộp này nè thì nó sẽ nằm ngay đây. Đó, nó cấn nhẹ hơi, móp nhẹ vô thôi chứ nó không có bị cái vết cấn nào mà đến nổi từ cái vết đó mà nó bị rỉ nước hay gì đó anh chị. Và cái này nếu mà anh chị mình để về sử dụng cũng được, hoặc là các anh có thể xử lý á, là mình để hai mặt phẳng, hai đầu hai bên như này, cái mình vỗ búa vô là nó sẽ thẳng ra. Nhưng mà em không biết làm anh chị ha, nên em bán nguyên cái tình trạng như vậy luôn cho anh chị luôn. À, và cái nồi đồng này hôm nay em khuyến mãi cho mình với giá còn 900.000, anh chị chốt với em mã là nồi đồng Nhật ha. Nồi đồng thì ít khi về lắm đó anh chị, phải thường xuyên đâu. À, cái thông số của cái này thì dung tích của nó là đến 4 lít luôn, và cái độ dày của nó là 0.5 mm ha. Đây, thẻ tác đồ này kia. Rồi, anh chị nào thích thì mình có thể mua. Cái nồi này thì do nó có cái vết cấn như vậy thì cho nên là mình thích hợp để mua sử dụng anh chị nha. Mua sử dụng cái nồi này rất là đẹp, hoặc là mình mua cho người thân ở nhà mình đó. Ví dụ mình có người già hay gì đó thì thường em thấy các chú bác thì thường hay thích xài nồi nhôm với nồi đồng dữ lắm. Có thể mua tặng người thân cũng được. Lưu ý là nó có cái vết như vậy anh chị ha. Tiếp theo thì em sẽ có cái nồi nhôm, nồi lẩu nhôm. Đồ gia dụng mới về thì hẳn rằng em chưa có hàng mới về ha, cho nên là hôm nay chỉ khuyến mãi một vài cái sản phẩm đang có thôi. Và túi xách thì mới có hàng mới về. Em có một cái nồi lẩu nhôm và hôm nay cũng đang khuyến mãi luôn. Nồi lẩu này rất là đẹp luôn, bằng nhôm và cực kỳ dày. Mới chưa qua sử dụng. Nhưng mà nhôm á thì bản thân nó là một cái vật liệu nó mềm á, cho nên là nó dễ bị cấn này kia. Độ dày thành nó tới 3.8 mm lận, rất là dày. Dung tích của nó là 4,7 lít này, đường kính người ta ghi lên là 27 cm. Hàng hiệu của Nhật này. Đây, của là Hokkua, hàng hiệu Hokkua của Nhật. Nhôm Nhật thì mình hay gặp cái thương hiệu Hokkua gì đó anh chị. Đây, thẻ sổ của cái sản phẩm này. Cái nắp nó là như vậy, nắp nó cũng bằng nhôm luôn ha, chỗ này là họa tiết đây, chỗ này thì bằng nhựa. Cũng dày như vậy, y chang như cái nồi bên dưới. Và cái nồi này, cái size và cái dáng này đã rất là thích hợp để mình nấu lẩu luôn. Hoặc là các anh, các chị mình có thể ứng dụng để mình nấu đồ ăn gia đình cũng được. Và do cái kiểu thiết kế cho nên là khi mà em đo cái kích thước cái vành thì nó sẽ được tới 31.5 lận. Chiều cao lên là được 11 này, cái đáy là được 19. Và dĩ nhiên cái này nó cũng không xài được bếp từ anh chị ha. Trên sản phẩm thì sản phẩm dường như chưa qua sử dụng đâu, nhưng mà nó có một vài cái vết cấn như vậy. Do cái nhôm nó là cái vật liệu mà nó rất là dễ bị cấn, bị nó mềm á, nó mềm hơn so với inox đồ này kia, cho nên là nó bị cấn. Cho nên độ mới em báo nó khoảng tầm 87-88% anh chị ha, là do những cái dấu vết vận chuyển thôi, chứ không phải là do đã qua sử dụng nha. Còn bên trong là mới tinh như vậy, chưa qua sử dụng. Ở trên cái nắp nó cũng có vài cái vết cấn luôn. Và cái nồi này hôm nay cũng khuyến mãi cho mình với giá còn 900.000 luôn. Anh chị chốt cho em mã là lòi lẩu nhôm, giá 900 cho hôm nay này. Giá đã khuyến mãi rồi. Chứ cái nồi này rất là hiếm gặp. Ví dụ anh chị đi mua hàng bãi mà mình gặp được cái mẫu này thì nó cũng sẽ là hàng đã qua sử dụng rồi, và giá nó cũng rất là cao. Em có một cái nồi nhôm nữa. Nồi nhôm này thì mình luộc được cả con gà này. Nó sẽ là dạng sâu lòng, đẹp lắm luôn, và dày, cực kỳ dày luôn, và cũng mới chưa qua sử dụng ở đâu anh chị nha. Đây, còn cả cái tác luôn này, và cái thông số của nó sẽ là độ dày là 2.7 mm, dung tích nó là được 7,3 lít và đường kính miệng là 24 cm, cũng là hàng hiệu của Nhật luôn anh chị nha. Đó, cái nắp thì nó sẽ có cái viền chỗ này màu vàng. Rồi, nồi này nó sâu lòng đó anh chị nha. Đó, mình nấu đồ ăn rất là tiện luôn, nấu súp đồ trong đây rất là tiện. Em đo thực tế được là 22, nhưng chiều cao lên là được 21 anh chị ha. Đây, cái hiệu của nó là hiệu Heiwa. Đây, người ta ghi thông tin ở đây. Rồi, cái đáy có trầy nha. Cái đáy người ta để thì nó sẽ bị trầy nhiều, cho nên là em báo độ mới cũng khoảng 87-88% thôi. Là độ mới do bị trầy, do vận chuyển, do để lâu, chứ không phải là do để qua sử dụng nha. Hàng đó rất là mới luôn. Rồi, cái quai đồ này kia thì nó sẽ bằng màu vàng đồng anh chị. Không biết có phải đồng thật không nữa.
Cái nồi này thì hôm nay cũng khuyến mãi cho mình với giá còn 900 ngàn luôn. Anh chị chốt cho em mã là nồi nhôm sâu lòng, giá 900 luôn anh chị ha. Giá rất là mềm cho một cái chiếc nồi mà những cái mẫu này á, nó dày, độ dày như vậy thì mình ít có gặp lắm. Và hàng của Nhật Bản nha, hàng có thương hiệu của Nhật chứ không phải là hàng tái chế đồ này kia đâu anh chị yên tâm nha. Em có một cái bình thủy điện của thương hiệu Hitachi và hôm nay đang có chương trình khuyến mãi. Hitachi thì cái hiệu này ít gặp. Thường á là bình thủy thường hoặc là bình thủy điện thì em hay gặp nhất là Joyrushi nè, Tiger nè, Buellite nè, vân vân ha. Lâu lâu lắm mới có thương hiệu National. Còn Hitachi này là cũng lần đầu tiên em có về cái bình thủy của thương hiệu này. Dung tích của nó là 2 lít 2 và cái mã nó là GB-22F. Nó là bình thủy điện anh chị nha. Mình sẽ sử dụng điện 100V. Lưu ý là hàng đồ điện Nhật thì mình về mình ghim vô cái điện 100V giùm em ha. Và trước khi gửi cho anh chị thì em cũng đã có test thử rồi, hàng hoạt động tốt nha. Mình về mình đừng ghim điện 220 xong mình báo em là nó hư nha anh chị. Nó sẽ hoạt động còn còn hoạt động tốt hết. Những cái sản phẩm điện này thì em đều đã có ghim điện thử hết rồi. Rồi. À, bình này thì cái màu nó là màu trắng kem, mới còn full hộp, còn full cả sổ thẻ tác luôn. Đó. Kích thước, dung tích thì 2 lít 2 là cái dung tích thông dụng nhất của cái bình thủy Nhật. Còn kích thước thực tế thì cái bình này nó người ta làm nó khá là to, dáng nó to ha. Size nó là 30 nhân với chỗ này là khoảng 26 này, chỗ này là khoảng 19. Đó, mình có thể sắp như vậy. Rồi ghim điện thì mình ghim chỗ này. Đấy. Cái bình này thì nó sẽ có thể xoay được anh chị ha. Đó, nó xoay được. Nó không có hoa văn gì hết trơn á. Nó trắng tươi như vậy luôn. Nó màu trắng kem như vậy luôn mà nó trơn, không có hoa văn. Cái đáy thì mình có thể xoay được cái đáy đây. Rồi. Lưu ý là cái này họ mà made in China nha anh chị. Đấy. Made in China người ta ghi ở đây ha. Rồi sử dụng điện 100V, công suất là 700W. Rồi. Mở ra như vậy. Ở bên trong đó, dây điện thì em sẽ bỏ bên trong ha, dây zin chưa sử dụng. Rồi bên trong nó sẽ là như vậy đây, không có vấn đề gì để chê. Rồi hàng hiệu của Hitachi. Mình nghe cái made in China nhiều khi có nhiều anh chú thì sẽ không thích đó anh chị, không thích cái made in China mà chỉ thích nhà hàng made in Japan hoặc là nước nào đó khác hơn là China anh chị ha. Một số cái sản phẩm mà made in China là do cái những cái thương hiệu lớn này người ta muốn sản xuất ở nước khác, hoặc là một số cái sản phẩm như là thủy hay là đèn led nào đó người ta không sản xuất trong nội địa, ta sản xuất ở nước thứ ba để nó giảm giá thành để này kia vân vân, chứ không phải là hàng dởm đâu nha anh chị. Hàng thương hiệu rất là nổi tiếng luôn, và kể cả những cái điện thoại thông minh VIP của mình thì người ta cũng sản xuất tại Trung Quốc thôi, cho nên là về chất lượng thì anh chị yên tâm ha. Họ cũng phải đảm bảo tại người ta bán cái thương hiệu Hitachi mà, cho nên là về chất lượng thì mình yên tâm, nó không có phải là hàng dởm đâu. Và cái này thì em đang bán với giá là 1650 và hôm nay khuyến mãi còn 1,4 triệu cho cái bình thủy này. Ngoài ra thì em sẽ còn một hai mẫu là bình thủy điện khác nữa, nếu mà anh chị cần thì mình có thể nhắn với em ha. Nhưng mà trong video thì em chỉ giới thiệu cái Hitachi này thôi. Mình chốt cho em mã là bình thủy điện Hitachi, giá là 1,4 triệu, giá rất là mềm, giá còn rẻ hơn so với cái bình thủy thường luôn. 1,4 triệu cho cái bình thủy này. Rồi, đó là một số cái sản phẩm đồ gia dụng mà em muốn khuyến mãi cho anh chị trong hôm nay. Tiếp theo là em sẽ có một vài cái sản phẩm túi xách hàng mới về anh chị ha. Đầu tiên á, là em sẽ có một cái chiếc clutch cầm tay thương hiệu của Nhật. Và cực kỳ lâu rồi em sẽ có bán được một hai cái chiếc túi của cái hiệu này và cái form này. Đây, cái hiệu của nó là cái gì? Big Robertity gì đó. Này, hàng này được sản xuất tại Tokyo của Nhật và nó không phải là hàng cổ điển đâu. Mình sẽ có thể tìm mua được những cái sản phẩm tương tự hàng mới ở trên cái website của Nhật. Và điều đặc biệt của cái thương hiệu này là ở những cái góc bo này nè, người ta sẽ bo kiểu như vậy, nó như cái form hộp vậy đó anh chị. Cái này thì da mộc ha, và cái túi nó cực kỳ mới luôn. Rất là mới, nhưng mà do không có cái gì để bảo vệ á, cho nên là về tới tay em thì nó có một số cái vết cấn vết trầy như vậy. Chứ nhìn là tổng quan thì nó giống như người chưa xài đâu, nhưng mà có vết cấn vết trầy cho nên là em báo đồ mới là khoảng 87-88% thôi anh chị ha. Đây người ta chữ Tokyo Japan đây. Sản phẩm này thì nam nữ đều xài được, các anh các chú đều xài được luôn. Các chị mình thích thì mình vẫn có thể xài được, và nhìn nó cũng khá là lạ. Da bò, màu nâu bò luôn. Kích thước của cái túi này á, thì nó sẽ được là 32 nhân với chiều cao là được 25 và cái bảng của nó sẽ được là 5. Rồi, cái này thì cái quai mình xách như vậy nha anh chị, nó quai xách kiểu như là clutch cầm tay vậy đó. Khóa là khóa IKK luôn ha, khóa rất là mượt.
Rồi, ở bên trong nó sẽ là như vậy. Bên trong chỗ này là lót vải hết luôn, rồi có nhiều ngăn để mình đựng đồ ha. Đó. Cái ngăn chỗ này nó có cái màu đen, chỗ này là da và nó hơi cấn cấn chỗ cái da này nha, hơi chày chày cái chỗ da. Đây có một ngăn khóa kéo nhỏ luôn. Rất là rộng luôn. Nhưng mà điều cái size này thì mình không có vừa A4 đâu. Mình đựng giấy cỡ A5 hoặc là những cái giấy tờ khác thì được ha, còn giấy A4 mình phải gấp đôi lại nha anh chị. Riêng cái túi này thì nó sẽ độ mới cao lắm, nhưng mà nó có hai cái lõi, tức nghĩa là hai cái bên đây này, hai cái bên này này, cái bên hông á là người ta sử dụng lót, cái lót này người ta có phun cái một lớp sơn lên á, thì để lâu á thì kiểu như là nó ẩm á, thì mình cảm thấy nó hơi rít rít như vậy anh chị ha. Đó. Cũng không ảnh hưởng gì tới bên trong đâu, mình đựng đồ bên trong mà nó không có dính gì đâu anh chị nha. Đấy, nó mình cảm giác nó hơi hơi bị ẩm ẩm chỗ này thôi, chứ còn lại cái túi này thì rất là đẹp. Và em sẽ bán cái này với giá là 450.000 thôi. Anh chị chốt giúp em mã là túi cầm tay màu nâu của Nhật đi. Túi cầm tay nâu Nhật giá 450. Mà nếu không là giá nó cũng phải 8-900 nha anh chị. 450 cho cái này, túi cầm tay nâu Nhật anh chị ha. Hàng hiệu của Tokyo, Nhật Bản. Rồi, 450.000 cho cái túi này. Tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc túi dành cho các chị của thương hiệu Samatha. Đúng rồi, của Samatha gì đó. Cái hiệu này nó rất là dài dòng. Và nó cũng là một cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản nha anh chị. Đấy, túi này thì độ mới rất là cao và cái màu hồng được dễ thương luôn. Cái này là vải dạ, giống như là vải dạ tuyết gì đó. Và giống như những cái áo mùa đông ở ngoài Bắc mình hay sử dụng cái dạ này nè anh chị ha. Còn cái phần này là cái da bò người ta dập vân giống như là vân điểu chứ không phải da điểu đâu. Túi này thì rất là gọn và dễ thương, xinh xắn luôn, độ mới cao. Cái vải thì do nó màu sáng cho nên mình nhìn thấy nó hơi dơ dơ, mình về mình giặt được anh chị nha. Kích thước của túi này thì nó sẽ được là 23 nhân với cái miệng là được 36 và chiều cao lên là được 22. Dán xách tay như vậy, không có dây đeo. Và cái thường cái thương hiệu Tamasa này, Samatha này á, thì người ta sẽ hay làm những cái kiểu mà nó nữ tính, dễ thương, nhẹ nhàng như vậy nè. Nó rất là kiểu rất là nữ tính luôn, chứ nó không có cá tính như những cái sản phẩm túi da khác anh chị nha. Cái bánh bèo vậy đó anh chị. Rồi, ở bên trong thì người ta sẽ không có dây kéo miệng, mà chỉ có nút hít chỗ này thôi. Ở bên trong lót vải màu hồng luôn, sạch đẹp luôn. Bên trong dường như chưa có qua sử dụng đâu. Cái này là cái gì? Rồi, cái hiệu là Samatha đây nha anh chị. Tamasa Pasatha gì đó. Cái này là còn trên website của Nhật luôn, rất là nổi tiếng. Và nó cùng với cả Anasui là những cái thương hiệu lớn của Nhật Bản. Cái này là chỗ này nè anh chị ơi. Nè, thay vì người ta sẽ dán keo lại ha, bên này nó bị sứt keo. Nên mình về mình dán keo lại giùm em ha. Là mình gắn cái này vô đây nè. Đó, nó là cái miếng này nè, giống như cái dây đồng hồ của mình thì có như vậy đó. Mình gắn vô cho nó đừng có bị bung ra thôi. Còn lại thì độ mới nó rất là cao, phải là trên 80-90%, trên khá còn vàng ươm luôn. Cái này thì em bán cho mình với giá là 550.000. Anh chị chốt vô em mã là túi vải hồng Nhật Bản nha, giá 550. Hàng hiệu này rất là đắt đỏ nha anh chị. Cũng là niềm tự hào của Nhật. Rồi, 550, túi màu hồng nha anh chị, rất là đẹp luôn. Dễ thương lắm. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có một cái chiếc túi da kỳ nhông. Túi da kỳ nhông xách tay màu đen, có chứng nhận của JRA của Nhật ha. Túi này thì độ mới khoảng 85-87%, còn rất là đẹp luôn, nhưng mà nó bị xẹp phơm do là vận chuyển. Rồi, kích thước của túi này thì dạng xách tay nhỏ gọn nha anh chị. Size đáy nó sẽ được là 25 này, size miệng sẽ được là 25 luôn. Chiều cao lên là được 17, bảng đáy là được 6 cm. Nó là da kỳ nhông thật đó anh chị. Nó có chứng nhận JRA ha, và phía sau lưng này ghi là Made in Japan đó này, cái chữ này. JRA là một cái chứng nhận, cái tổ chức chứng nhận rất là nổi tiếng và nó có chất ảnh hưởng anh chị ha, tức là được chứng nhận JRA này thì da nó phải là da tốt, da xịn đó. Ngoài cái JRA thì người ta còn một cái tổ chức khác nữa nhưng mà nó ít gặp hơn. Hôm nào có gặp được thì em sẽ giới thiệu với anh chị ha. Nhưng mà JRA thì mình sẽ gặp nhiều nhất. Là chứng nhận, mình gặp cái chứng nhận này thì mình đảm bảo được là cái mình đang cầm những cái chiếc túi da xịn đã được qua kiểm duyệt này kia. Rồi, cái khóa này nó sẽ có hơi trầy chỗ này. Mở ra thì ở bên trong là lót vải. Ở bên trong lót vải cũng có cái tác chứng nhận bằng vải nữa này. Rồi có cái sổ luôn, sổ của cái túi này.
Đây nè, sổ thẻ ở đây anh chị ha. Túi này thì dán xách tay thôi. Rồi trên do vận chuyển á, thì trên mặt da mình thấy có một vài cái vết cấn cấn nhẹ nhẹ chứ nó không có bị rách lõi nha anh chị. Góc cạnh thì còn rất là đẹp luôn, phía sau có ngăn. Túi này thì các chị mình hoặc là các cô mình hơi hơi lớn tuổi chút xíu mình xách rất là sang đẹp. Và cái da kỳ nhông kỳ đà thì nó cũng là một cái loại da độc lạ phong thủy. Nếu mà mình muốn xài phong thủy anh chị ha, nó sẽ may mắn, nó sẽ giúp cho mình gặp được quý nhân đồ này kia vậy đó. Em cũng có đọc thử phong thủy của cái da này. Thì tùy thôi, mình tin thì mình sử dụng theo phong thủy, còn không thì mình sử dụng một chiếc da độc lạ để mình sưu tầm và sử dụng đẹp thôi anh chị ha. Túi này thì em bán cho mình với giá là 780.000, mình chốt với em mã là túi da kỳ nhông, giá là 780, màu đen, rất là dễ xài ha anh chị, 780 cho cái túi này. Rồi em sẽ có hai cái chiếc túi da cá sấu cớp, cá sấu Cayman. Đây là cá sấu, hàng này rất là cổ điển của Nhật luôn. Và thường là nếu mà anh chị đi mua hàng Nhật, hàng túi si của Nhật đó, thì mình sẽ hay gặp cái mẫu này. Nó là một cái nét truyền thống đặc trưng của Nhật Bản, là tại vì người ta mặc những cái bộ đồ truyền thống, người ta hay xách cái cớp như vậy anh chị. Và cái cớp cá sấu thì nó sẽ là một cái lựa chọn nếu mà họ muốn cho nó có cái sự sang trọng đồ này kia anh chị ha. Da cá sấu là một cái loại da người ta gọi là vua của những cái loại da độc lạ về độ bền, về độ đẹp, độ bền cũng như là về phong thủy khi sử dụng. Cái da cá sấu này á, thì người ta sẽ làm hai cái màu là màu nâu với màu nâu nhạt như vậy. Cái gù nó đây anh chị ha. Đó. Cái này dành cho các chị, các cô hoặc là các dì gì đó mà mình hơi lớn tuổi mình xài nó mới hợp nha. Còn mình trẻ tuổi mình xài không hợp đâu. Và nó thường nó sẽ là hàng cổ điển thôi, nó không thể nào có cái túi mới ken được đâu anh chị ha. Nó sẽ có qua sử dụng và tùy theo cái độ mới mà mình sẽ có mức giá khác nhau thôi. Riêng cái túi này thì kích thước của nó sẽ là 26 này, cái miệng là được 23, chiều cao lên là được 15. Đấy. Cái chỗ này là giống như là cái phần đuôi hay sao đó anh chị ha, người ta gắn vô đây. Hai mặt hai bên này. Rồi cái phần trên kim loại này thì do thời gian đó mình sẽ thấy nó hơi mờ nhẹ, chứ nó cũng không có phải là sáng tròn mà cũng không phải là bị rỉ sét bị gì nhiều đâu anh chị ha. Đó. Ở mức độ là khoảng 85% chấp nhận được và đẹp so với những cái chiếc túi cổ điển khác rồi anh chị ha. Rồi bên trong thì nó sẽ là lót da thật luôn. Gần đây nhất thì em sẽ bán một chiếc tương tự như vậy mà họ sẽ lót da tổng hợp nha. Còn riêng cái này là lót da thật như vậy, màu nâu ha, có một cái ngăn lớn và hai ba cái ngăn nhỏ, có thêm ngăn khóa kéo nhỏ nữa. Ở bên trong thì độ mới cũng tương đương bên ngoài, khoảng 85% ha. Dây này thì mình có thể cất vô giống như lúc nãy, hoặc là mình đem ra để mình xách tay như vậy ha. Còn nếu mình cất vô thì mình sử dụng như là một cái clutch cầm tay. Dây này nó cũng là dây cá sấu luôn, và đặc trưng thì nó người ta sẽ thuộc cứng, cho nên đó là khi vận chuyển về thì ở đây em có thấy một cái vết nó hơi gãy da như vậy nè. Ở bên dưới thì còn một cái lớp da bò người ta gia cố ha, cho nên là không đứt được. Nhưng mà về thẩm mỹ cái này mình có thể dư dày sử dụng luôn cũng không sao hết anh chị. Hoặc là mình có thể, các chị các cô mình có thể phít keo thêm, hoặc là mình có thể gắn một cái khăn gì đó làm duyên ở đây cũng được ha. Hoặc là mình cứ để như vậy mình sử dụng thôi cũng được. Rồi em báo là nó sẽ có một chút xíu chỗ này anh chị ha. Rồi cái này thì em sẽ bán cho mình với giá là 1650, anh chị chú giúp em mã là túi cớp cá sấu số 1, giá là 1.650.000. Cái này thì cái độ cấn của cái phần dây đó nó ít hơn so với cái túi này đó, cho nên là giá nó là 1.650.000. Rồi mình cất vô vậy thì mình làm một lát cầm tay cũng rất là đẹp, rất là chắc tay ha. Rồi em sẽ có một cái chiếc tương tự, nhưng mà cái này cái màu nó sẽ nhạt hơn và cái con cá sấu nó nằm ngang. Cái này là người ta nằm đứng ha, còn này nằm ngang và cái màu nó nhạt hơn như vậy, màu nâu nhạt nha anh chị. Khoen khóa thì màu vàng và cũng có bị mờ, cũng là độ mới khoảng tầm được 84-85%. Rồi kích thước của cái túi này á, thì nó sẽ được là cái đáy là được 29 này, cái miệng là được 25. Rồi cái bảng của nó khoảng là được 6 và nó cũng cứng phơm như vậy luôn. Mình có thể xách tay như vậy ha, hoặc là mình có thể mở ra để mình có dây để mình sách, hoặc là mình sử dụng làm clutch được, cái nào cũng được hết. Đây bên trong thì là lót nhung, nó khác với cái kia ha. Cái này là bên trong lót nhung, khóa là khóa IKK luôn, cũng có mấy ngăn nhỏ nhỏ linh tinh cho mình đựng đồ, còn không thì mình đựng trong cái cớp này thôi, điện thoại, ví tiền dài vậy đó, là bao vừa. Đấy, rất là sang luôn anh chị ha. Đấy, hai mặt là hai cái con cá sấu luôn. Rồi và cái này thì cái phần quai này nó cũng là da cá sấu luôn, và cái này nó cũng có bị cái vết như vậy luôn, nhưng mà cái vết này thì nó nặng hơn cái kia một chút.
Nhưng mà điều bên dưới thì người ta cũng có cái lớp da bò da cố vậy nha, không đứt được, nhưng mà về thẩm mỹ thì nó như vậy đó. Rồi chỗ nào nữa đây em mới phát hiện này, đó chỗ này thì mình có thấy nó hơi bong bong chỗ này ra chút xíu vậy thôi, cũng không có phải là bị xấu quá. Tổng thể thì độ mới nó khoảng tầm 82 đến 85%. Cái vết này thì không tránh khỏi rồi, mình cũng có thể như cái kia mình có thể quấn cái khăn hoặc là mình vít miếng keo hoặc là mình cứ để về mình xài thôi, không có bị đứt. Nhưng mà nó không, về thẩm mỹ thì nó bị trừ điểm chút xíu chỗ này anh chị ha. Và cái túi cá sấu ngang này á, con cá sấu này nó cái nó nằm ngang ha, và cái này thì em bán cho mình với giá là 1450, nó rẻ hơn cái kia ha, 1.450.000. Anh chị chốt giúp em mã là túi cóp cá sấu số 2. Số 2 là cái nâu nhạt nè, cái nâu đậm là cái số 1. 1450 cho cái túi này. Rồi, túi cá sấu số 2 giá 1450. Dây thì mình hoàn toàn có thể cất vô, và cái khoen khóa này thì màu vàng ha, còn cái kia thì màu trắng. Đây, số 2 là 1450. Rất là đẹp luôn. Và nhưng mà cái mẫu này thì dành cho người lớn tuổi anh chị, mình trẻ tuổi mình xài không có đẹp đâu. Em có một cái chiếc túi bờm ngựa màu ghi cực kỳ đẹp luôn, và cái này độ mới rất cao như chưa có qua sử dụng, khoen khóa còn vàng ươm hết luôn, và cả cái bọc này người ta còn chưa tháo nữa này, màu ghi xám anh chị ha, túi bằng ngựa. Có chị nào hoặc là cô nào mình có làm ăn kinh doanh gì đó mà mình muốn là làm xài túi phong thủy thì mình có thể xài túi này, hoặc là mình xài để sưu tầm cũng đẹp nữa anh chị ha. Kích thước của túi này thì nó sẽ được là 25 đáy này, cái miệng nó là 24, chiều cao lên là được 19 này, cái bảng đáy là được 6 cm, cái viền là viền da bò và cái đáy này là da bò, bên đây cũng là da bò, và hai cái mặt này nó sẽ là bờm ngựa. Đây người ta có cái tag là ho he nè anh chị ha, chứng nhận là bờm ngựa thật, quay là cũng là quay da bò luôn, và cái khoen khóa này còn vàng ươm luôn. Ở bên trong thì còn cả dây đeo, dây mình có thể dùng đeo chéo ha. Đây dây còn chưa bung luôn anh chị, dây da bò nha. Ở trong đây cũng có chứng nhận nằm bên trong. Lót là lót da. Độ mới cái túi rất là đẹp, chưa có qua sử dụng, nhưng mà túi này người ta chắc là để lâu lắm. Và khi mà nó về tới tay em thì nó có một số cái vấn đề ở trên cái phần bờm. Cái này người ta chưa tháo luôn này. Ở phần bờm thì chỗ này nè, sờ thì chỗ này thì nó có hơi bong bong ha. Là do nó hơi bị đứt đứt một hai cọng nào đó. Và ở trên đây thì anh chị nhìn không rõ, chứ bên ngoài mình sẽ thấy chỗ này nó bị đậm màu hơn. Đấy, đậm màu hơn này ha, nó có hơi dính đậm chút xíu chỗ này. Rồi ở đây nó cũng vậy, giống như là cái vết keo vậy đó, rồi nó để lâu á nó sẽ đậm màu chỗ này ha. Rồi khi mình mở ra thì chỗ này nó có bị dính dơ, và cái do nó là bờm ngựa cho nên em không có biết xử lý như thế nào, em cứ để vậy. Em bán cho anh chị về mình, nếu mình có xử lý được thì mình xử lý cho nó đẹp lên, còn không thì mình cứ để về mình sử dụng thôi, cũng không vấn đề gì đâu anh chị ha. Để nó có hơi một cái vết đậm chỗ này này. Rồi ở bên trong thì sạch đẹp nha, không có sao hết. Dây là dây zin luôn. Túi này thì dành cho các chị, nếu mình hơi trẻ mình cũng có thể xài được, tại vì nó không có bị quá quá già đâu anh chị. Thấy cái màu nó là màu ghi cũng rất là dễ xài. Thường một cái chiếc túi bồng ngựa mà mới cao mới tinh thì nó giá nó cũng khoảng 2 triệu mấy 3 triệu anh chị ha. Riêng cái này nó có một số cái vết dơ và một số cái vết bong bong cái bờm này, cho nên là em bán cho mình với giá là 1650. Mình cho em mã là túi bồng ngựa, giá 1650, và thích hợp dành cho các chị mình mua sử dụng nha. Còn nếu các anh muốn mua tặng á, thì mình lưu ý một số cái vết đó mình tặng cho người thân thiết thôi anh chị ha. Tặng về thì người người nhận người ta cũng sẽ phải xử lý, hoặc là người ta sẽ phải sử dụng với những cái vết này luôn đó. Còn lại thì chất lượng nó rất là cao ha, 1650 cho cái túi bồng ngựa màu ghi. Rồi tiếp theo á, thì em sẽ có hai cái chiếc túi vân cá sấu. Hai túi này đẹp nè, một chiếc là màu đen, dán công sở không à anh chị, đẹp lắm, độ mới rất là cao, như mới phải trên 90% luôn, rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó sẽ là da dập vân sấu ha. Túi này để em xem lại cái, đúng rồi, cái này là da dập vân sấu. Cái phần vân nó đẹp như là cái da tố bóng kính vậy nên chị, rất là đẹp luôn. Và cái này chị nào mình cá tính chút xíu mình xách đẹp lắm nè, mình có thể đeo vai hoặc là xách tay nha, nó không có chị đeo chéo đâu. Kích thước của túi này á, thì cái đáy nó sẽ được có là 32, cái miệng nó khoảng là 33, chiều cao lên là được 17-18 cm. Cái này để mình đi làm đồ này kia, mình xách đồ là vô tư, nhưng mà nó không có vừa A4. Và cái khơm này thì nó bụi bụi chất chất nha. Ở trên cái dây này người ta có mấy cái tua rô nữa này, độ mới rất là cao như chưa sử dụng đâu. Bên trong lót là lót vải luôn,
Các vải sạch đẹp ha, có một ngăn lớn và một ngăn có kéo nhỏ, còn khen quá này đẹp luôn. Đẹp mình. Ở trước này có hai ngăn nhỏ. Ở phía sau á thì nó sẽ có một cái ngăn khóa kéo. Đó, lót sạch đẹp không có vấn đề. Rồi cái đáy đây. Nói chung là đẹp anh chị ha. À, túi này thì các anh có thể mua làm quà tặng được luôn, tại nó mới đẹp lắm. Giá của nó là 850.000đ. Mình chốt với em mã là túi xách tay vân sấu màu đen, giá là 850.000 cho cái túi này. À, túi này thì cái dây này nè các chị, mình có thể tăng đưa được một chút nha, tại vì nó có hai cái size, à, tăng đưa lên xuống chút xíu tùy theo mình cao lớn hay là mình vừa người gì đó, thì cái nào vừa với mình thì mình tăng đưa thôi, hoặc để như vậy mình xài thôi cũng được rồi. Rất là đẹp nha, 850.000 vân cá sấu màu đen. Và em sẽ còn một cái vân cá sấu màu đỏ xuất sắc vô cùng luôn. Cái này thì các chị mình đi làm công sở thì nên sở hữu cái túi này. Mình cũng là xách tay hoặc đeo vai ha. Và cái form của nó rất là đậm chất công sở luôn. Và người ta dập vân cá sấu như là cá sấu bóng kính vậy đó. Nó sáng trưng à, cực kỳ đẹp. Màu đỏ. Và độ mới nó cũng rất cao, hoàn toàn có thể mua làm quà tặng được luôn. À, kích thước của túi này thì nó sẽ được là 34 nhân với lại 33 và 34 nhân với 30 á anh chị ơi. Nè cái đáy 34 nè, cái miệng là 30 nè. Do chiều cao lên là được 23.5. Cái quai nó như vậy anh chị ha. Đây cái đáy này, cái form nó là như vậy. Form rất là công sở nha. Góc cạnh thì còn rất đẹp như chưa sử dụng. Rồi. Người ta sẽ có cho mình một cái móc. Cái móc này nó cũng độc đáo lắm nè. Đó, cái móc này ha. Không có khóa kéo miệng lớn đâu, mà người ta móc lại như vậy nha. Ở bên trong á thì sẽ có một cái tag ghi ghi cái toàn là cái chữ chữ Nhật, chữ Hàn gì đó anh chị. Rồi, cũng không có ghi xuất xứ luôn, nhưng mà độ mới rất là cao ha. Ở bên trong lót vải sạch đẹp, có hai cái ngăn bên đây. Và đặc biệt á, là có một cái ngăn này nè. Cái ngăn nhỏ này là mình tháo ra mình làm clutch cầm tay được. Hoặc là mình gắn vô thì mình làm một cái ngăn kính để mình đựng đồ nào mà mình muốn kéo lại cho nó kín đó. Đẹp lắm anh chị ha. Mình tháo cái ngăn này ra thì mình sẽ được xài được hai túi. Hai trong một. Túi này nhìn nó hiện đại lắm. Các chị, các cô mình đi làm công sở là mình nên sở hữu cái túi này. Đẹp cực kỳ, mình mua làm quà tặng cho thầy cô được luôn. Rồi, gắn lại như vậy. Đó, hai mặt mình đều xài được ha. Dập vân rất là đẹp. Chú ý nó sẽ là dập vân cá sấu thôi, chứ không phải cá sấu thật đâu nha anh chị. À, và giá của cái túi công sở vân sấu đỏ nó là 890.000. 890 là một cái túi 2 trong 1 anh chị ha. 890 cho cái túi này. Mình chốt với mã là túi công sở vân cá sấu màu đỏ. Túi này đẹp quá. Đẹp và sang lên lắm luôn anh chị. Rồi, à, tiếp theo thì em sẽ có một chiếc túi của thương hiệu Valentino. Túi này độc lạ nè. Túi này chị nào mà thích những cái form dáng độc độc á thì mình nên lấy cái túi này. Valentino và cái mẫu cổ điển như vậy thì mình gặp nhiều. Và đa phần mình sẽ gặp những cái clutch cầm tay dành cho các anh thôi. Còn túi nữ thì ít lắm. Và riêng cái túi này thì với cái độ mới cực kỳ cao luôn. Độ mới bên ngoài rất là cao. À, và cái form dáng nó độc lạ vô cùng. À, chắc là mình khó gặp được cái thứ hai á anh chị. À, nó sẽ là cái bề ngang của nó sẽ được có là 23 này. Chiều cao lên là được 29. Dĩ nhiên là cái size này không có vừa A4 đâu. Nhưng mà mình đeo vai như vậy anh chị ha. Đấy. Cái dây trên này là dây da bò. À, có dập chữ Valentino ở đây luôn. Cái dây này là do người ta để lâu nên là nó hơi cứng cứng nha. Mình xài từ từ thì nó sẽ mềm mềm ra anh chị ha. Rồi chữ Valentino và cổ điển là chữ V như vậy. Khoan khóa thì còn vàng, oxy hóa rất là ít luôn. Góc cạnh thì còn rất là đẹp. Nha. Cái chất liệu chỗ này là cái phần mấy cái phần màu nhạt nhạt này là da bò. À, chỗ này cũng là da bò, người ta dập chữ Valentino chạy vòng vòng đây ha. Còn cái chỗ dưới này á là giống như là cái canvas, người ta phủ một cái lớp chống nước lên vậy đó anh chị. Và cái chất liệu này rất là cổ điển của Valentino luôn. Đó. Đây là mặt trước này, có cái logo chữ V. Đây là mặt sau này, cái đáy này rất là đẹp luôn. Rồi. Cái này thì nó không có khóa kéo miệng, cũng không có nút hít miệng đâu. Nhưng mà nó sâu lòng như vậy cho nên là mình đựng đồ mình cũng không có sợ nó bị rớt nha anh chị. Có cái tag là Mario Valentino Made in Italy. Ở bên trong lót da dập hiệu luôn. Có một cái ngăn khóa kéo nhỏ luôn. À, nhưng mà cái lót da bên trong thì nó hơi trầy nha. Bên ngoài rất là đẹp mới nhưng mà lót bên trong nó hơi trầy. Đây đây, có hơi trầy trầy trong cái lót nha. Nằm bên trong thôi. Và tổng thể độ mới cái túi này nếu tính bên ngoài không nó phải trên 90%. Rất là hiếm gặp anh chị ha. Nhưng mà nếu trừ điểm cái phần da bên trong thì nó khoảng tầm được 88-89% thôi. À, và rất là đẹp luôn. Chị nào mà cá tính chút xíu mình nên lấy cái túi này.
Và túi này giá của nó là 890.000, mình chốt cho em mã là túi Valentino của Ý, giá 890 anh chị ha. Đẹp xuất sắc, chị nào mà độc lạ thì mình lên lấy cái này nè. Đẹp lắm. Này, hiệu của Ý luôn anh chị, hiệu này cũng không có rẻ đâu. Nhưng mà đa phần thì mình đi săn hàng si thì mình mới gặp được cái mẫu này thôi. Rồi, em sẽ có một chiếc túi công sở da bò hàng hiệu của anh. Đấy. Hàng hiệu đó là hiệu Hadi Mi E gì đây này. Túi này độ mới rất là cao nhưng mà do vận chuyển về thì nó có bị chày chày cái da gì ha. Nên là mình mua sử dụng thôi. Và dạng túi công sở khá là sang dành cho các chị, các cô mình đi làm. Size của nó sẽ được bề ngang là 34, ngang đáy là 34, ngang miệng là 31, chiều cao lên là được 30, bảng đáy là được 9cm. Dây là dây đeo vai nha anh chị, dây đeo vai và màu của nó là màu nâu đậm, nâu sô-cô-la đậm á. Góc cạnh thì còn rất là đẹp như chưa sử dụng đâu, nhưng mà có vết trầy trên da là tại vì vận chuyển anh chị ha. Và cái hiệu này em xài thử thì nó là một cái thương hiệu yêu thích của nữ hoàng anh đó anh chị. Đấy. À, cũng rất là có giá trị về thương hiệu nhưng mà ít gặp ở đây tại vì người ta đâu có bán ở đây đâu. Rồi túi này thì ở trong có cái tag hiệu đây này, có cái tag sắt rất là xịn sò, lót là lót vải sạch đẹp và hiệu hãng luôn. Nhưng mà riêng cái này thì được gia công tại Trung Quốc nha, made in China anh chị ha. Rồi, bên trong sạch đẹp lắm. Cái này mình đây này, coi từng cái khoen khóa nó vàng ươm như vậy quá đẹp. Chị nào đi làm công sở thì nên lấy cái túi này ha. Đây, túi này là mình lau sơ sơ lại là đẹp vô cùng, màu rất là đẹp, đựng được đồ rất là tiện lợi luôn. Rồi, túi này thì bán với giá bao nhiêu đây? Giá của túi này thì nó sẽ là túi công sở anh, túi công sở của anh, giá của nó là 880.000, túi công sở của anh chị ha, 880 cho túi này. Túi này mà nếu mà nó không có bị cấn cấn này thì giá nó cao. Bây giờ nó hơi cấn cấn nên bán 880.000 thôi, cho các chị xài vô tư nha. Tại vì cái này á, là độ mới ra cao lắm, chưa ai xài đâu. Nhưng mà nó cấn kiện do hàng vận chuyển lâu. Rồi, chất liệu da bò ha, màu nâu sô-cô-la đậm. Tiếp theo á, thì em sẽ có một chiếc túi xách tay. Đây, túi này cũng gọn lắm nè. Màu á, là màu đỏ đô, mới tinh, chưa qua sử dụng. Ở dưới này là vải nhung nha, dưới này là vải chứ không phải da anh chị, vải nhung phối với chỗ này là da, ngoài là da và dán xách tay nhỏ xinh như vậy ha. Kích thước của túi này á, thì nó sẽ được là đáy là 23, miệng là 21, chiều cao lên là được 20. Rồi khoen khóa thì còn vàng ươm hết luôn. Cái khóa này thì mình không có cần mở đâu, ở trong này có nút đó, cái khóa này chỉ là trang trí thôi. Rồi, bên trong thì lót vải sạch đẹp nha. Cái này thì chưa có qua sử dụng và nó gọn tiện để cho các cô mình xài này. Lót vải luôn, cho nên là vào chỗ này vải nhung luôn, mình giặt được chỗ này luôn. Đơn giản, nó chỉ có một ngăn lớn như này mà một ngăn nhỏ nhỏ chỗ này thôi. Đẹp ha. Các cô mình sắp nhiều khi mình khó tìm được cái túi ưng ý nha. Cái này thì nó dễ thương cho các cô mình xài, đẹp. Mặc đồ gì cũng có thể xài được. Túi này thì giá của nó sẽ là túi xách tay màu đỏ đô, giá là 550.000. Chốt cho em mã là túi xách tay màu đỏ đô anh chị nha. Màu đỏ cũng đẹp và độ mới cao như chưa sử dụng. Này mình mua làm quà tặng được luôn anh chị. Đẹp lắm. Đẹp, đơn giản, gọn nhẹ. Em có một cái chiếc túi hạt cườm đeo chéo ha. Lâu lắm rồi em có bán một cái chiếc túi tương tự như vậy mà đều cái màu của nó là màu, cái hạt cườm của nó màu trắng. Còn này hạt cườm màu đen và người ta phối với những cái hạt cườm chỗ này đo phối màu nha. Không có mất hạt nào hết, độ mới rất là cao. Dây là dây đeo chéo nha. Dây thì dây vải, dạng nhỏ nhỏ mini xinh xinh. Và bên trong lót vải luôn. Túi này nhỏ gọn nha anh chị. Nó cầm trên tay em nó có nhiêu đây thôi này. Rồi kích thước bề ngang của nó sẽ được là 19 này, chiều cao lên là được 14 và giá của nó là 390.000. Mình chốt giúp em mã là túi cườm màu đen, giá là 390. Lưu ý đây là túi đeo chéo ha, mình cũng có thể các chị các cô mình hoàn toàn có thể xài được, hoặc là mình cất vô như vậy, mình làm một cái ví cầm như vậy cũng đẹp nè. Đó, 390.000 cho cái túi cườm màu đen. Em có một cái combo túi hạt kim loại. Đây, cái này thì như chưa sử dụng đâu, khoen khóa chỗ này còn vàng ươm luôn ha, nhưng mà nó bị cấn này kia, cho nên mình cầm ở cái bên ngoài này mình cảm thấy nó có hơi chạy chạy. Nó sẽ là combo hai cái luôn, một cái lớn một cái nhỏ. Cái form của nó là form cốt ha. Cái lớn này thì nó có nhiều vấn đề hơn nè. Thứ nhất là bên ngoài mình nhìn thấy cái màu của nó không được đẹp lắm nè. Và bên trong lót thì nó cũng bị dính dơ.
Đó. Đây anh chị ha. Trong lót nó cũng có dính mấy cái vết dơ này, mà em nghĩ cái này thì không có mình xử lý chắc nó cũng không hết nhiều đâu. Ôi cái này mắc in Australia luôn đó anh chị. Hàng hiệu quá nha. Nhưng mà người ta để lâu thì cái lót bên trong nó bị dính dơ như vậy rồi nha anh chị. Giống như thâm kim á. Đấy, một cái dán sách tay như vậy thôi. Cái lớn thì cái size của nó sẽ là đáy là được 23, miệng là được 20. Rồi cái nhỏ thì nó nhỏ xíu luôn. Đáy là sẽ được là 19 nè. Và miệng nó sẽ là được 16. Đấy, cũng y chang như vậy ha, form y chang, nhưng mà cái nhỏ thì độ mới nó cao hơn. Dù sao thì nó cũng không có hợp nha anh chị, cho nên là nó cũng có bị trì trụa. Và cái lót này nó cũng có dơ, nhưng mà độ dơ thì nó không có nhiều như cái kia. Nó cũng có vết dơ anh chị nha. Cái này thì thích hợp để mình mua sử dụng. Ví dụ mình đi tiệc thì mình đi tiệc đêm rồi này kia đó, thì cũng không ai để ý quá nhiều như vậy đâu anh chị ha. Rồi đó, cho nên là em bán cả combo luôn, combo giá mềm luôn đó, cả hai cái này luôn. Khen khóa cho này là rất là đẹp nha. Combo hai cái túi này thì nó sẽ là 550.000 thôi. Mình chốt cho em mã là combo túi cườm trắng nha. Lưu ý là nó có vấn đề về cái lót, và bên ngoài thì mình nhìn thấy nó màu kem á. Cái hạt này không phải hạt cườm mà nó là hạt kim loại á anh chị. Đó, 550 cho hai túi luôn, combo luôn. Rồi tiếp theo thì em sẽ có cặp nam thì em sẽ còn hai cái cặp này của thương hiệu Goldfield cho các anh này. Một cái Goldfield màu nâu và một cái Goldfield màu đen ha. Em giới thiệu trước cái màu nâu đi. Cái màu nâu này to lắm. Goldfield là thương hiệu của Đức, và riêng hai cặp này độ mới rất là cao nha. Cặp này rất là đẹp luôn. Size to. Size của cặp này nó sẽ được là 32, nhân với chiều cao lên là được 34.5, nhân với 10, da bò full luôn ha, da cực kỳ xịn. Và cái màu nâu với màu đen này là ít gặp cho cái thương hiệu Goldfield này lắm. Thường là mình sẽ gặp màu nâu đỏ ha. Cái này là khóa số, người ta để ngang như vậy. Goldfield ở trên này là người ta có cái vết mờ nha. Cái này mình đánh sơ sơ lại là nó sạch đẹp à. Đó. Em chùi sơ sơ là anh chị thấy nó sáng lên nè. Do thời gian người ta để lâu thôi, chứ không phải là do bị cũ đâu anh chị ha. Goldfield. Rồi, khóa số hiện tại là 3 số 0. Rồi bên trong á thì có chữ Germany ở đây, có nhiều ngăn ha, lót sạch đẹp luôn. Cái này thì có chỗ mất dây, nhưng mà mất dây rồi. Cái này là sổ thẻ đó, lót bên trong sạch đẹp lắm. Túi này thì độ mới rất là cao. Anh nào mà mình hơi lớn con chút xíu và mình thích mẫu này thì mình nên chốt cái túi này nha. Túi này độ mới cao, so với hàng hiệu lớn thường là người ta xài nhiều lắm, người ta mới gặp được nó thôi nha. Nhưng mà riêng cái này thì độ mới cao, có những cái vết cấn kiện này ha. Tổng thể độ mới nếu mà trừ những cái điểm này ra thì nó tầm khoảng được 90%, còn lại là vô tư nha. Tại vì là hàng second hand thì mình cũng không có thể đòi hỏi cao hơn được nữa, tại vì nó không có hộp, không có gì để bảo vệ khi vận chuyển á. Rồi cái này thì hôm nay em sẽ khuyến mãi cho mình còn là 1950. Mình chốt cho em mã là cặp Đức màu nâu, giá là 1950 cho cặp này. Hôm trước là giá 2 triệu mấy đó anh chị. Cặp này cực kỳ có giá trị luôn. Rồi em sẽ có một cái màu đen nữa. Cái màu đen thì nó gọn hơn chút, nó gọn hơn chút, và nó cũng là Goldfield khóa số luôn. Khóa của nó là 3 số 0, và cái độ mới nó tương tự cho cái kia à, nhưng mà điều cái size này thì nó gọn nhẹ hơn, nó không có nhiều ngăn như vậy ha. Size dán sách tay, size nó là 42 nhân với lại 31. Rồi khóa cũng là 3 số 0. Ở bên trong thì có hai ngăn lớn và một ngăn khóa kéo nhỏ. Dán này sách tay không có gì đeo, lót vải sạch đẹp luôn. Rồi cái màu đen này thì em khuyến mãi cho mình với giá là còn 1.850.000. Anh chị chốt cho em mã là cặp Đức màu đen anh chị nha. 1850 cho cái cặp này. Rồi, đẹp á anh chị, không có cái nào xấu đâu. Rồi tiếp theo thì em sẽ có một cái túi cá sấu. Túi da cá sấu ha. Túi này thì em cũng có giới thiệu rồi á. Da cá sấu thật anh chị nha, và cái này nam nữ đều xài được, cực kỳ đẹp luôn. Da cá sấu gù, đẹp xuất sắc, độ mới cao. Còn cả túi vải nha, nhưng mà không phải là hàng mới ken đâu anh chị, hàng có qua sử dụng ha. Hoặc là người ta để lâu á, nhưng mà nó còn cả túi vải luôn, và độ mới rất cao so với một cái hàng VIP rồi. Cái này thì mình có thể sử dụng như một cái clutch cầm tay, một cái cặp nhỏ nhỏ như vậy ha, hoặc là mình gắn dây vô để mình đeo. Rồi kích thước của cái túi này á, thì nó sẽ được là 27 nè, nhân với chiều cao lên là được 21, và cái bảng đáy của nó sẽ được là 7 cm. Góc cạnh
còn rất là đẹp ha, có sờn rất là ít thôi. À, mặt này là da cá sấu này, trời ơi đẹp lắm, cái gù rất là to luôn. Rồi cái đáy và cái viền này thì nó sẽ là da bò, màu là màu tương thích luôn ha. Còn bên hông này có một cái ngăn nhỏ và ngăn này người ta cố định ở đây, mình không có thể tháo rời ra được nha anh chị. Khóa là khóa số cổ điển và nó là 2 số 0, cái bộ khóa này cổ điển lắm. Ở bên trong có cái chứng nhận nó là da cá sấu thật này, có dây này, bên trong là lót da bò. Rồi ở chỗ này thì có thêm một cái chỗ ngăn như vậy để mình đựng thẻ đồ này kia đây ha. Bên trong này cũng là da bò luôn. Túi này cực kỳ đẹp, nam nữ đều xài được và các anh xài đẹp hơn các chị nha, tại vì nhìn nó khá là mạnh mẽ đó, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Cái gù nó to đấy, cái quai nó cũng là quai cá sấu luôn, độ mới cao, độ mới này nó khoảng 80 mấy%, 90% luôn, đẹp á. Rồi cái này thì giá của nó là 3.100.000, anh chị chốt cho em mã là túi da cá sấu 3100 đó, cho cái túi này. Cái màu rất là đẹp, cái màu này các anh chị mà xách ra ngoài chỗ ánh sáng buổi trưa rồi đó là nó cực kỳ đẹp luôn, nó sẽ dạ cái ánh sáng lên. Và cuối cùng của video hôm nay thì em sẽ có một cái chiếc túi da cá mập. Cái này các anh mua làm quà tặng vô tư nè, độ mới cực kỳ cao, phải trên 95-97%, rất là mới, da cá mập xách tay dành cho các chị nha, da cá mập thật các anh chị. Đây the shop đó. Rồi kích thước của túi này á, thì nó sẽ được là 29 này, nhân với lại 28 nhân với chiều cao lên là được 15, và cái bảng đáy của nó là 7.5. Khoen khóa là người ta làm còn rất là mới ha, nói chung là độ mới túi này mua làm quà tặng được, có chứng nhận Zero A, chứng nhận bằng kim loại luôn. Rồi khoen khóa là còn trắng tươi ha, và túi này là foam xách tay không có dây đeo đó. Và cái này thì nó cũng sát như vậy rồi, nếu mà các chị thích đeo dây thì mình gắn vô đây nó cũng không vừa đâu, cho nên là mình nên xách tay thôi. Và nó rất là sang như vậy ha, da cá mập thì đặc trưng cái vân nó như vậy, và xài nó cũng là bền. Và nó có giá trị phong thủy nha. Đó, cái này là mặt trước nè, này là mặt sau, mặt sau thì có một ngăn luôn, có cả cái sổ chứng nhận Zero A ở đây. Bên trong là lót nhung, bên trong là lót nhung. Rồi cái này mở sao ta, đây đó. Bên trong lót nhung có một cái ngăn lớn và một cái ngăn khóa kéo nhỏ, khóa là khóa YKK, lót nhung màu đen luôn anh chị ha, còn mới cao lắm. Ở đây có một cái chỗ để mình gắn móc khóa này, cái này mình tháo ra được ha, tháo rời ra được. Rồi phía bên đây thì có một ngăn nhỏ nữa này đó. Nói chung là độ mới này thì mua làm quà tặng rất là đẹp, rất là hợp ha. Rồi, túi này thì giá nó sẽ mềm hơn so với những cái chiếc túi hôm trước. Hôm trước thì da này nó tầm khoảng 2.6-2.8 luôn anh chị. Túi này thì em mua được giá tốt nè, giá của nó là 2.300.000, anh chị chốt cho em mã là túi da cá mập, giá là 2.300.000. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng của video hôm nay. Hy vọng là anh chị chú bác mình đã thích những cái món hàng trong video này, và hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm nhiều hàng mới nữa đến với anh chị. Và túi sách và dụng cụ làm vườn thì từ đây tới Tết thì em sẽ giới thiệu rất là nhiều mẫu đến với anh chị để mình lựa chọn và mình sử dụng trong mùa Tết này anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.